Hello, xin chào các bạn. Mình là Minh và mình không béo nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số mẹo hộp trang bị Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên của mình. Mời các bạn theo dõi nhé. Rồi mình bắt đầu thôi. Theo như mình thấy á, thì hộp trang bị có rất là nhiều cách hộp mà của rất là nhiều người đã sử dụng, như là hộp lông trước này, hộp lông trước này, khi nào ra lông thì mình hộp trang bị thì nó không xịt. Mình cũng thử rồi, mình cũng xem một số video của Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên bên bảng EU ấy, thì thấy có một video của một bạn nữ, bạn ấy làm là bạn ấy hộp trang bị và bạn ấy chỉ là canh lửa, canh cái lửa mà chỗ mà hộp trang bị ấy. Mình cũng test rồi, bây giờ xong mình tổng hợp lại một số kinh nghiệm của mình đã hộp thành công và cho các bạn xem thôi. Ok, giờ bây giờ mình bắt đầu thôi. Để hộp trang bị thì đầu tiên mình phải có trang bị à, tất nhiên rồi đúng không các bạn? Nói xàm chút thôi, game mà vui là chính. Mình biết cái gì thì mình chia sẻ với các bạn để mà chơi cho vui ấy mà, chả có gì. Bây giờ mình lấy đồ ra. À, được. Lấy nhầm đồ. Quá chứ. Đồ này thì anh em trong gui đưa mình họp thôi, làm clip để mà chia sẻ kinh nghiệm với anh em trong gui để họp không xịt đấy mà. Với các bạn thì có chơi game thì cũng theo dõi để như làm kinh nghiệm thôi. Ok, lấy đủ đồ rồi. Mình á, hộp đồ á, thì mình thấy đó là mấy chỗ nào càng lắc á, binh càng cao á, thì hộp đồ càng dễ lên, nên á, mình chọn lên đảo hộp đồ, chọn vào đảo. Với lại là khi mình hộp đồ trên đảo ấy, nó sẽ không có hiện lên hộp thành công, thì nó sẽ không có hiện lên cái dòng chữ màu đỏ đỏ, cho nên là nó sẽ tạo nên cái sự gay cấn hồi hộp nhiều hơn. Mà cái gì càng hồi hộp thì càng thích đúng không? Ok, giờ mình lên đảo rồi, đầu nó lắc rồi nè, giật 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 cái màn hình này. Bây giờ mình tìm cái tượng, mình click vào, trước nè, kiếm cái tượng nhỏ, kiếm máy ra nha, click vào cái tường thôi. Rồi đầu mình mới họp, nhớ là canh lửa nha các bạn, mình họp theo cái phương pháp bên server EU ấy, cứ canh lửa tới cái mức cao nhất thì mình nhấn thôi, nếu mà mình canh xịt thì nó sẽ tập, canh mà không đúng cái lúc cao nhất thì nó sẽ tập. Đây, thấy cái tường rồi, nhấp vào chọn hộp trang bị. Mình hộp đồ chính trước đi, trang bị vật chính. Chính này mình hộp cho vui thôi chứ chả cần nó nữa, thì mình full hiển rồi. Đây, phải mình bỏ cái, khi mà mình bỏ có ba món đồ mà hai món giống nhau thì mình hộp theo ra cái món đồ thứ ba, mình nên hộp cái món mà giống nhau thứ ba thì nó thành công nó cao hơn. Mình đặt đồ hết vô vào vào phải không, mình nhấp vào chữ đặt hết này này, nhấp vô chữ đặt hết này thật là nhiều lần vào. Cùng lúc đó là mình khi mà canh lửa cái ngọn lửa nó cao nhất á là mình nhấn liền. Ồ, xịt đen nha.
lâu lâu làm clip mà học xịt miết ha. Đồ vãi chưa quá, clip kiểu này là mang nhục với anh em rồi. Hết đồ rồi đi học nữa đi, chán nha. Chính hết á, mình quay qua mình học đồ 10 đi. Mua một chút cương thử là nó có khác hơn không. Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công, cũng tin nha. Rồi mình lên shop. Rồi giờ mình học 3 sao nè, anh xui nè. Cái này hên xui lắm luôn nha. Rồi mình học thôi. Hên quá, đang đỏ mà. Rồi được một món rồi, làm tiếp đây, làm tiếp, học tiếp đầu 11 coi sao. Mua cái dây bay, mua nó. Học đầu 11. Cũng hên xui lắm nè. Ồ, thành công. Hồi hộp ghê, lần này mình không có lên kinh thế giới mình coi được, chỉ có bên server mình mới thấy cái nó hiển thị lên trên cái màn hình mình đi dòng chữ họp thành công thôi. Còn ở bên đây thì mình chỉ họp là một mình thấy chữ fail thôi chứ mình chả thấy gì. Cho nên là độ hồi hộp nó cao hơn. Coi mình còn đồ đủ để đồ để học tiếp cho các bạn xem không. Ok, hết đồ rồi. Nhưng mà mình thử học 3 sao đồ 11 coi. Nếu được thì lên, không được thì thôi. Độ 3 sao 11.
phải mua cái trước à, mua cái dây bài trước, cái dây bài trước mua để cầu may ấy mà chả có tác dụng gì. Dây bay là một là bay, hai là đi luôn, một là lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục luôn thôi. Học vũ khí bậc 11 đi, căng nha, này hồi hộp lắm nè. Ồ, thành công. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng các bạn ơi. Game. Ghê thật. Hết đồ rồi. Hết đồ rồi. Để mình kết thúc clip tại đây nha. Trước khi kết thúc thì mình tổng hợp lại với bạn. Khi mình họp trang bị á, mình lên đảo mình họp, tỷ lệ thành công nó cao hơn. Trước khi họp á, mỗi lần họp á thì mình vào shop mình mua một cái gì đó bằng kim cương ấy. Mua cái dạy bay một kim cương á, mua cho nó rẻ. Tăng cái tỷ lệ thành công của nó lên. Các bạn để ý là khi mà mình tiêu kim cương á, và mình hợp đồ á, thì nó sẽ thành công rất là cao. Mình đã làm nhiều rồi, cứ mỗi lần mà mình tiêu kim cương vào mình hợp là chả bao giờ xịt, xong rồi qua hôm sau không có tiêu kim cương mình hợp lại xịt thế thôi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha, tạm biệt các bạn.